Chào các bác nhé. Hôm nay là một ngày đặc biệt, đó là ngày 14 tháng 2. Thì chúc các bác có một buổi tối hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình. Thì mấy hôm nay thì tôi đang bị cái bệnh thoái hóa cột sống và đĩa đệm tái phát, nên mấy hôm vừa rồi thì cũng vào viện y học cổ truyền là bấm xoa bóp châm cứu, nên cũng mấy hôm rồi cũng không đi câu được. Hôm nay thì là 14 tháng 2 thì làm ra chợ mua đồ về mừng lễ, làm một món tôm hùm. Ngoài cái việc đam mê câu cá ra thì tôi cũng rất là thích nấu ăn. Thì đây là con tôm hùm, con này là loại là cỡ nhỏ. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái món tôm hùm hấp bia xả. Đây là cái món cũng rất là đơn giản, dễ làm. Thì để đầu tiên thì con tôm hùm ta vẫn còn sống thì chúng ta rửa qua cái nước đi. Thực ra là vợ tôi là nói chung là bị dị ứng với tôm. Con tôm nhỏ bằng cái que tăm thôi, ăn vào cũng mà phù hết mặt. Nhưng mà cách đây cũng là khoảng 3 năm ấy thì phát hiện ra là khi mà ăn con tôm hùm thì không bị làm sao cả. Có cái rất là đặc biệt, cái sở thích này thì hơi tốn kém, chắc phải mấy năm rồi. Hôm nay cũng dám mua lại ăn. Tôi mua tầm 3 lạng con, vẫn còn sống tươi đây. Nó hai cái râu rất là dài, và nó có 2, 4, 6, 12 cái chân. Con tôm hùm này thì nó có 4 cái râu các bác này, nó có 4 cái râu và mỗi bên là 2, 4, 5, mỗi bên là có 6 cái chân. Thì thực ra là bây giờ chúng ta là một người đam mê câu cá thì bây giờ nhiều khi là chúng ta không cần câu giỏi, vẫn câu được cá, có tôm. Quan trọng là chúng ta sử dụng mồi gì. Như hôm nay thì tôi sử dụng mồi gia truyền, mồi polymer. Rửa xong nhá, cho vào nồi. Để một cái đĩa trên. Cho cái đĩa to trên. Đây, làm cho thêm 2 cục xả. Cho ít hùng lại mất mùi. Hôm nay mặc dù là tôi cũng đang rất là đau lưng nên là, nhưng mà buổi tối nay cũng sẽ cố gắng đóng nốt cái số hàng thính dụ cá chép cá giếc này gửi đến các bác để các bác kịp đi câu. Thì anh em chúng ta cần thủ, ngoài việc đam mê câu cá này thì chúng ta cũng phải biết nấu cơm cho vợ, để vợ cho anh em chúng ta đi câu các bác nha. Rồi cái kia nắp đỏ. Mày để đâu của Lâm? Để làm nước chấm món này thì chúng ta có thể dùng hai cách, nhất là dùng xì dầu. Dầu chúng ta cho thêm wasabi, hay gọi là cái củ tạt. Ăn nó phải cay cay. Ta
tàn nha. Ai không được ăn được cay ra thì sao? Một gia vị, đặt thêm ớt, chặt chanh, rồi là xong phần nước chấm. Đây là món tôm không nổi lắm nhỉ, nó vàng đúng không? Đây mời các bác nha. Tổ bày chúng ta sẽ cắt một cái đường dọc lưng nó này. Nóng. Bỏ rất là kỹ. Cắt nó sẽ bẻ này này. Wow. Cắt đôi chứ. Đấy. Ừ. Cắt đôi anh. Đó. Rất là nóng. Quay về tí nữa. Sạc 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 sạc. Chấm cho nhiệt tình và chấm ngập. Nín thở, nín thở. Ôi ạ. Chào các bạn nha, xin chào các bạn nha, các bạn đi tiếp theo nha.